Bộ Công Thương vừa tổ chức vinh danh cho 100 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu quốc gia năm 2015. Các sản phẩm được vinh danh thuộc các nhóm thủ công mỹ nghệ 25 sản phẩm, chế biến nông lâm thủy hải sản và đồ uống 40 sản phẩm, thiết bị máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí 25 sản phẩm v.v. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là ngành quan trọng đóng góp lớn cho phát triển kinh tế các địa phương, góp phần đảm bảo an ninh trật tự khu vực nông thôn. Vì vậy, việc khuyến khích tổ chức cá nhân ở khu vực nông thôn phát triển sản xuất là chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước. Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là một trong những nội dung trọng tâm của chương trình khuyến công theo nghị định số 45 CP. Công tác bình chọn được tổ chức một cách hệ thống theo 4 cấp gồm cấp huyện, tỉnh, khu vực và cấp quốc gia. Năm 2015 là năm đầu tiên Bộ Công Thương tổ chức xét duyệt các sản phẩm ở cấp quốc gia. Trên cơ sở hồ sơ đăng ký của các địa phương, ban giám khảo đã đánh giá theo 4 nhóm tiêu chí gồm giải pháp thị trường, khả năng phát triển sản xuất, kinh tế xã hội, môi trường, văn hóa và tính thẩm mỹ v.v.